biết đặt mình vào vị trí của người khác để suy nghĩ. Nói chung là cái gì cũng biết. Khuyết điểm thì nó cũng giống vậy luôn, cái gì em cũng biết. Tôi nghe vừa ăn chơi tứ đổ tường tôi phải coi chứ. Tôi chỉ muốn là bạn đó có thể là vừa lòng với ba mẹ em được rồi. Hứa không làm em buồn nè, hứa sẽ làm em vui, hứa không làm em khóc nè, hứa bên em suốt đời. Mời nhà trai. Thôi, chào anh trai. Dạ anh chào. Ngồi đi em. Rồi mời cô gái. Bây giờ thì đàn trai, nhà gái đã có mặt trên sân khấu rồi. Mời em trai. Dạ em xin chào quý vị khán giả trong trường quay. Em tên là Nguyễn Phương Anh, em sinh năm 1990. Hiện đang làm việc tại chuỗi salon tóc Nam với vị trí là quản lý cửa hàng. À. Dạ quê em thì ở Cần Thơ, em đang sinh sống và làm việc tại Cần Thơ luôn. Còn em sao Kim? Dạ, em tên là Nguyễn Vũ Mai Trang. Năm nay 31 tuổi, quê ở Kiên Giang và hiện tại đang làm việc ở Phú Quốc. Em làm sales manager cho một cái resort ở Phú Quốc ạ. Trời, cái cô gái này nhìn cổ nhỏ so với tuổi quá nhiều luôn á. Dạ. Thực sự Vân tưởng cổ có 22, 23 thôi. Ai vậy cô nói tuổi Vân hết hồn luôn. Bên đây lúc đầu nhìn đâu tưởng 18 á. Em nói cái điểm mạnh của em và cái điểm yếu của em cho chị nghe coi. À, dạ, điểm mạnh của em là biết đặt mình vào vị trí của người khác để suy nghĩ. Nên anh có thể thông cảm được với đối phương. Còn nhược điểm thì thỉnh thoảng thì em cũng hơi nóng tính và bướng bỉnh. Em ăn nhiều. Ăn nhiều thì em lo được tại em biết nấu ăn. Ồ, hay quá. Em nấu ăn ngon lắm. Nấu ăn ngon lắm nha. Rồi ưu điểm còn gì nữa Phương Anh? Dạ ưu điểm của em thì nói chung là cái gì cũng biết, biết hát, biết làm thơ, biết biết rap, biết nhạc. Dữ gì đó hả? Bây giờ đọc rap cho nó vui cái. 2, 3. Trái tim anh chỉ có một và nó chỉ dành cho em. Tình yêu anh chỉ có một và nó cũng dành cho em. Em không cần phải lo lắng hay phải suy nghĩ gì thêm, bởi vì anh luôn bên cạnh dù bất kể là ngày hay đêm. Hứa không làm em buồn nè, hứa sẽ làm em vui, hứa không làm em khóc nè, hứa bên em suốt đời. Không biết là những bông hồng có đang ganh tị với em không, bởi vì tất cả lời anh nói nó xuất phát từ tấm lòng. I love you, you can love me. Bước đến nắm lấy tay anh và anh sẽ dắt cho em đi đến những thiên đường xa xôi, nơi mà chỉ có hai ta. Và cũng chính ở nơi đó, đối với anh em là tất cả. Anh biết anh không được đẹp, anh không được như người ta. Anh cũng không có nhiều tiền, cũng không phải là đại gia. Nhưng mà chắc chắn anh hứa mua cho em thật nhiều quà nếu như em gật đầu đồng ý, hai đứa mình sống chung một nhà. Dạ hết. Cưng quá, cưng rồi. Đó là cái ưu điểm của em đúng không? Dạ đúng còn rồi. Còn khuyết điểm có gì không Phương Anh? Dạ khuyết điểm thì nó cũng giống vậy luôn, cái gì em cũng biết. Có nghĩa là em biết hút thuốc, biết uống bia. Không, cái này nó chỉ là cái quá khứ thôi. Cách đây cũng chắc cũng khoảng tầm 6 năm. Vậy đó hả? Dạ đúng rồi, lúc em khoảng tầm 23, 24 tuổi á. Thì hiện tại có thể nói là em hoàn thiện khoảng 90%. 90% rồi, thay đổi hết rồi. Dạ. Bà mối làm gì ngơ ngác gì, tập thay đổi hết rồi. Chào chị. Chào cưng. Dạ. Tôi nghe vừa ăn chơi tứ đổ tường tôi phải coi. 23 tuổi. Chơi mấy năm nè? Dạ em chơi khoảng tầm 3 năm á chị. Cái thời gian mà mình khoảng mình ăn chơi á, xong rồi cái mình bị mắc nợ rồi này kia, rồi làm ăn thì đi xuống á. Thì ba với mẹ thì cũng chịu khó trả nợ cho em các kiểu. Trả hết nợ chưa? Dạ rồi, hiện tại thì trả hết rồi. Từ sau đó em mới rút ra bài học cho mình á. Là không có ai mà ngoài ba mẹ mình. Đúng rồi, thì từ cái việc đó bắt đầu em tu chí trở lại. Dạ, em đi làm lại bắt đầu từ cái con số 0. Dạ. Giờ làm có tích cấp dư được chút nào không? Dạ vừa đủ để lấy vợ. Rồi em đẹp trai như vậy chắc là em nhiều bồ lắm hả? Dạ thật sự thì nói chung là cái đó cũng chính là cái lý do mà em ế. Tức là vì đẹp trai mà ế. Dạ đúng rồi. Ế rồi mới lên đây để nhưng đi tìm. Mấy mối tình? Em có 2 mối tình. Bây giờ cái người con gái mà em tiến tới đây nữa nè, em mong người con gái đó sẽ như thế nào? Em thì cái đòi hỏi của em nó không có cao. Em chỉ muốn là bạn đó có thể là vừa lòng với ba mẹ em được rồi. Chị đặt ra 2 giả thuyết. Ví dụ cái người con gái này á, là ba mẹ em rất là đồng ý luôn. Dạ. Nhưng mà em không có rung động. Dạ. Và ngược lại, nếu như bây giờ em cảm thấy rung động mà ba mẹ em lại không đồng ý thì em sẽ xử lý như thế nào? Trường hợp thứ nhất á, là em không có rung động mà ba mẹ em đồng ý á, thì em sẽ nhìn nhận lại vấn đề. Ví dụ như bạn này ba mẹ mình đồng ý những điểm nào thì mình cũng sẽ chiều theo ba với mẹ. Và em nghĩ đó là trong cái khoảng thời gian tìm hiểu á, thì cái tình yêu nó sẽ xuất phát từ cả gia đình và cả bản thân của mình nữa. Cái thứ hai á, thì do mọi chuyện trong nhà là chuyện tình cảm hay là chuyện công việc gì đó thì ở trong nhà em là người quyết định.
Có nghĩa là cho dù ba mẹ không đồng ý người đó thì em cũng sẽ thuyết phục hết sức để mà em đến được với cái người bạn này. Dạ đúng không? Rồi. Dạ. Thôi bây giờ thì tôi xem mắt thằng gái coi sao. Dạ em chào anh. Chào em gái dễ thương. Nãy giờ em nghe nói về cái quá khứ của mình á, em suy nghĩ thế nào? Em nghĩ thì bất cứ ai cũng có một quá khứ, nhưng mà miễn sao là hiện tại mình suy nghĩ hướng về tương lai là được. Nói chung là mình trải qua thất bại thì mình mới có thể cải thiện được bản thân mình để tiến tới thành công. Nhưng mà tình trường của em thì sao? Tình trường của em thì cũng không có nhiều. Năm 2018 thì em mới có quen một bạn chính thức đúng không? Dạ đúng rồi. Người bạn chính thức quen bao lâu? Quen khoảng tầm một năm thôi. Khi mà chia tay thì bạn đó là người nói chia tay và cũng không có nói rõ lý do cho em biết. Bây giờ cái hình mẫu lý tưởng của em về cái người bạn trai thì em muốn như thế nào? Em thì em muốn có quen được một bạn cũng chững chạc để chăm sóc cho gia đình và cũng có một công ăn việc làm ổn định. Bên này đáp ứng được rồi đó. Thấy khoảng 90% rồi. Còn ngoại hình thì sao? Ngoại hình thì có thể là cao bằng em hoặc cao hơn chút. Cơ thể thì khỏe mạnh. Khỏe, bên này khỏe lắm. Và bụng thì không có bự quá. Đầu thì không có để tóc dài. Ví dụ giờ cái bạn này bạn đẹp trai quá em có sợ không? Dạ sợ. Dạ sợ. Tại vì đẹp trai quá là nhiều bạn thích quá là đó sao? Là ưu điểm mà cũng là khuyết điểm của bạn. Nên nhưng mà bạn ấy mà đẹp hơn em thì em chắc chắn là không chấp nhận. Chắc chắn là không chấp nhận. Nè, hai con người này đứng là kế bên nhau nè. Hai người đều đẹp hết, nhưng một cái đẹp rất nam tính, một cái đẹp rất nữ tính. Làm sao mà so sánh được ông Linh đẹp hơn bà Dân hay là bà Dân đẹp hơn ông Linh được? Nói vậy không được, đúng rồi. Mặc dù trên thực tế thì Quyền Linh đẹp hơn Hồng Dân. Hồng Dân đẹp hơn Quyền Linh. Nói lộn. Bây giờ em đổi ý là đẹp hơn em thì em chịu. Nhưng mà nếu mà cái mặt của bạn ấy trẻ hơn em thì em không chịu. À xin lỗi, không có đâu ha. Em nhìn giống như con nít vậy đó, em đừng có lo. Trời đất ơi. Nói chung là hai người này cũng rất là bản lĩnh ngoài xã hội. Thành ra anh nghĩ rằng chúng ta đủ hiểu để cảm nhận về nhau. Bây giờ mình nghe một chút góp ý của người thân đi. Đúng rồi. Hai bên gặp mặt nha. Đúng rồi. Em đi với ai vậy? Dạ em đi với anh rể của em. Em chào anh Quyền Linh, em chào chị Hồng Vân và tất cả khán giả tham gia chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Nãy giờ qua xem chương trình thì em thấy hai bạn này là rất là xứng đôi. Thì em cũng hy vọng, cũng như gia đình, hy vọng hai bạn này sẽ có một cơ hội tiến đến xa hơn nữa. Còn riêng về vấn đề mà Phương Anh đẹp trai quá, em cũng đừng ngại, đừng lo. Đẹp nhưng mà hiền lắm. Dạ. Em cứ yên tâm, tốt bụng lắm. Cảm ơn em nhiều. Dạ, có chương trình rồi. Dạ. Em đi với ba mẹ là một người chị và hai người bạn của em. Dạ, kính chào MC Quyền Linh. Dạ. Và MC Hồng Vân. Dạ. Chào cô. Tôi là mẹ của Mai Trang. Thì qua nãy giờ đó là quan sát cái chàng trai này thì tôi thấy là chàng trai này cũng hợp với con gái. Thì con nên cho bạn một cơ hội. Chú thấy được chú? Sau này hai người mà kết hợp nhau rồi á, chú có thể chịu nổi cái tính tình của con gái tôi không? Nó khó lắm. Dạ vậy. Cái này thì tính tình nào thì con cũng chịu được hết. Cái công việc của con nó tiếp xúc khá là nhiều người á, cho nên là con biết tính hết tất cả mọi người thì vậy sao con cũng chịu được hết. Cảm ơn chú. Cảm ơn. Dạ. Ba rất là thực tế. Ủa em khó tính dữ lắm hả trời? Em thấy em đâu có khó tính gì đâu. Khó đó. Đẹp hơn tôi cũng chịu rồi đó. Đẹp hơn tôi cũng chịu rồi đó. Nói chung là hai này dễ thương. Có thể trò chuyện nhau xem hợp hay không rồi mình tiến hành bấm nút ha. Dạ. Mở rào. Bắt đầu đi Phương Anh. Dạ. Anh có món quà anh tặng em. Hy vọng là em sẽ vui với món quà này. Cảm ơn anh ạ. Em cũng có món quà nhỏ xíu xíu tặng bạn. Dạ, anh cảm ơn em. Dạ. Mở ra cho mọi người thấy coi tặng quà có ý nghĩa gì không? Một chai nước hoa đúng không? Đúng rồi. Cái chai nước hoa đó thì anh mong là ví dụ sau này mình có hẹn hò với nhau á thì mỗi lần khi đi với anh á thì em sẽ sử dụng mùi nước hoa đó. Dạ. Dạ cảm ơn anh. Món quà của em thì nhỏ thôi, nó là một cái đồng hồ cát. Em mong muốn là chúng ta sẽ sử dụng tốt cái quỹ thời gian của mình. Em thấy không, tuổi đó mà cái mặt rất là non nè, thấy không? Dạ. Không, em yên tâm đi, em về cái vấn đề mà ví dụ mà anh đẹp hơn em á, không có chuyện đó đâu. Tại vì ví dụ mà đi ra ngoài á, em mà có đẹp á, anh tự làm xấu mình. Bình thường thì anh có sở thích gì khi mà anh rảnh? Nếu mà rảnh mà áp lực nhiều quá á, thì anh hay làm thơ. À quên nữa, trong đó có một bài thơ em có thể mở ra đọc. Đúng rồi. Anh yêu em, điều đó là sự thật. Ngay từ những giây phút đầu gặp nhau, chờ đợi em đã từ biết bao lâu. Người con gái có nụ cười tỏa nắng, làm tim anh chắc đêm nay sâu lắng.
cứ nghĩ về hình bóng của người thương, làm tim anh cứ suy nghĩ vấn vương. Không biết anh có phải người em chọn, nguyện chở che bảo vệ em đến đoạn cuối con đường người đời gọi là tình yêu. Em đừng suy nghĩ chi nhiều, những lời anh nói là điều thật tâm. Mới nãy anh chia sẻ thì em có thấy là anh có yêu cầu là ba mẹ anh phải chấp nhận em thì mới được. Thì như vậy là anh có yêu cầu là khi mà về thì em phải làm dâu hay không? Tại vì anh là con một á, cho nên là chuyện làm dâu á thì chắc chắn là phải sẽ phải về. Như vậy là chắc chắn là anh sẽ phải ở Cần Thơ và không có đi nơi khác được. Không, anh có thể anh làm việc ở nơi khác được. Đó là lúc mà anh chưa lập gia đình á. Còn nếu mà lập gia đình rồi thì anh muốn về lại Cần Thơ. Ủa nhưng mà em là quản lý resort thôi đúng không em? Dạ không, em chỉ là quản lý kinh doanh thôi. Kinh doanh của cái resort đó đúng không? Dạ đúng rồi. Cần Thơ thiếu resort nhiều lắm. Quá đơn giản, dạ, phát triển về cái ngành, cái công việc của trước em. Trước đây thì em cũng có học, em học ở Đại học Cần Thơ, cũng có sống ở Cần Thơ một thời gian. Chuyện không có khó đâu. Bây giờ thế này nè, em có thể tiến gần lại nắm tay của cô ấy và để xem cái điện của cô ấy truyền qua mình thế nào, cảm xúc về con người thế nào. Đó, mạnh dạn lên. Nào, Phương Anh. Cho anh xin phép nắm tay em nha. Cũng khá lâu anh không có được nắm tay phụ nữ. Nhưng mà cảm giác thì cũng khá là thích. Thôi ở đây anh xin hát tặng em một bài hát. Ánh mắt yêu thương ta trao phút giây ban đầu, cảm giác yêu nhau cho ta luôn nghĩ đến nhau. Có lẽ hôm nay hai ta sẽ yêu nhau rồi, mình cùng chung lối nhé em người ơi. Anh sẽ bên em, ôm em những khi em buồn, anh sẽ ru em, cho em yên giấc ngủ ngon. Nhưng lúc cô đơn, anh vẫn giữ em trong lòng, dành trọn con tim nguyện trao đến em. Em thấy vậy, em cảm thấy anh rất là mát, rất là chân thành. Mới nãy giờ em thấy mắt anh nó cứ ướt ướt. Không biết có phải là anh xúc động quá hay không? Thực sự thì cũng có một chút. Em hy vọng là em cũng sẽ có cơ hội để chia sẻ với anh những điều khiến cho anh mệt mỏi trong cuộc sống. Rồi, hết thời gian. Để tay vào nút bấm. Nãy giờ thì chúng ta đã có cuộc trò chuyện cũng khá lâu. Bây giờ các bạn có 30 giây để nhắm mắt lại, kiểm tra tất cả mọi thứ xem đây có phải là một nửa mảnh ghép của mình hay không. Xem con tim mình có rung động với đối phương chưa. Nếu có, chúng ta đừng ngại ngùng bấm nút kiểm tra và chúng ta quyết định sau 3 tiếng đếm. Chuẩn bị. 1 2 và 3. Hết thời gian. Chúc mừng. Hãy nắm tay nhau và xin phép mà hai bác cho tụi con bắt đầu hôm nay được hẹn hò với nhau và hứa với hai bác điều gì đi. Thì trước tiên con xin cảm ơn hai bác về món quà mà hai bác đã tặng cho con ngày hôm nay. Thì con hứa là sẽ trân trọng món quà này và sẽ bảo vệ nó đến cuối con đường mà con đi. Dạ, con xin cảm ơn hai bác. Chưa có tặng đâu, mới gửi thôi. Dạ. Nếu như mà bên em với anh ấy tiến tới được với nhau thì em cũng hy vọng là gia đình mình sẽ ủng hộ. Em sẽ cố gắng để cải thiện mình cho phù hợp với gia đình. Dạ, hôn cái này. Con xin phép hai bác cho con được hôn em. Rồi. Tôi còn thấy ông già dưới bấm coi ngày luôn nè. Coi tuổi ra đúng không bác? Thấy chưa? Ngọn bấm thôi. Coi tí sủ dần mèo thình tỉ ngon mùi thân. Coi tụi nó hợp tuổi không? Thấy chưa? Tôi để ý từng ly từng tí luôn. Nói chung là tất cả gì hai đứa hết. Rồi, chúc hai đứa sẽ sớm thông báo tin vui chúng tôi. Nhanh lắm, bây giờ chẳng mấy mà lại giống anh. Mình nhớ quá anh. Nhưng mà là sao? Anh lớn tuổi quá rồi. Lớn tuổi là sao? Bởi vì em nhớ cái hồi chia sẻ là hồi mà anh đóng những cái bộ phim, ví dụ như là cái bộ phim Đồng Tiền Sương Máu này, hay là Những Dẻo Đường Phù Sa, hồi đó đẹp trai lắm. Để cho sau đợt mà Lý Hùng hay là Lê Công Tuấn Anh, Lê Tuấn Anh là em thần tượng đến anh Quyền Linh. Nãy giờ hết đẹp rồi thì em cũng không thần tượng lắm. Cháu giới thiệu đi em. Dạ, em chào chị Cát Tường, anh Quyền Linh và quý vị khán giả. Em tên là Lê Phú Nhật Đan. Em đến từ Bạc Liêu và năm nay em 28 tuổi. Hiện tại em là nhân viên văn phòng. Từ Bạc Liêu lên đây tham gia chương trình ha em? Dạ anh Quyền Linh. Rồi, mời bạn trai. Rất vui hôm nay được gặp mọi người đây nhỉ. Đầu tiên em xin chào MC anh Quyền Linh. Chào em. Em chào chị Cát Tường và chào toàn thể quý vị khán giả đây một lời chào trân trọng nhất. Em tên là Phạm Văn Ngời, em đến từ Hải Dương. Em đang làm ở một nhà máy ở Long An.
Cô nghe của em là kỹ sư về chất lượng, tức là em là về bên chất lượng, tức là anh nào vào công ty nào nó cũng phải có một cái bộ phận chất lượng, bộ phận sản xuất và bộ phận chất lượng. Bộ phận chất lượng là mình sẽ đảm nhiệm về cái chất lượng của hàng hóa. Thì hiện tại như em đang làm cho các công ty là khi mà khách hàng, ví dụ như tôi, anh phải làm cho tôi cái sản phẩm như này theo cái yêu cầu chất lượng như này, thì em sẽ có trách nhiệm là từ cái tiếp cận những cái ý kiến của khách hàng thì em sẽ bắt đầu đưa về công ty và em sẽ theo sát cho công ty có đáp ứng được như vậy không. Và khi khách hàng đến hỏi là cái hàng có đáp ứng hay không thì khách hàng sẽ kêu em ra đầu tiên. Từ Long An, Bạc Liêu. Bạc Liêu. Vâng. Em có đi Bạc Liêu lần nào chưa? Em chưa được đi Bạc Liêu, nhưng em đi Cần Thơ mấy lần này. Rồi, cái vị trí địa lý của hai bạn cũng khá xa nhau. Dạ, đối với em cái đó không là vấn đề gì cả. Bởi vì nhà em quê Hải Dương, nên em đi Hải Dương rất nhiều. Thậm chí em đi cả vòng quanh Đông Nam Á luôn. Và nếu mà tình yêu ấy thì xa như vậy, chứ xa nữa đối với em không là cái gì cả. Rồi, yêu nhau là ok. Yêu nhau là không có xa ha. Dạ vâng. Rồi, em điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Điểm mạnh của em là nấu ăn, làm bánh, có thể chăm sóc tốt được cho người khác. Còn nhược điểm của em là em hát tương đối dở, hơi run trước mọi người ạ. Giờ đang run đúng không? Dạ. Rồi, thở sâu không sao cả ha. Dạ. Rồi bạn trai, điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Điểm mạnh của em là em rất là chân thành. Khi em nói chuyện gì ra là cái đảm bảo cái chân thành của em rất là cao. Em rất là công bằng khi mà em đưa ra một cái ý kiến, nhưng nếu mà có một bạn nào đưa ra cái ý kiến mà em cảm giác em suy xét lại cái đó hay hơn, em sẽ chấp nhận, chứ không bao giờ mình lấy cái ý kiến của mình là phải là nhất. Anh vào miền Nam này lâu chưa? Em vào miền Nam là phải tính là đến gần 20 năm rồi. 20 năm. Dạ anh vâng. Có thích người miền Tây không? Em cực kỳ là thích người miền Tây luôn á. Tình trường mình như thế nào em? Dạ, em có một mối tình là thời sinh viên. Dạ, tụi em đã chia tay cách đây khoảng 2 năm rồi. Sau này thì em có quen, đó là qua may mối. Chưa được một tháng nhưng mà ảnh đòi là cưới liền. Nhưng mà em thấy cái đó là tìm hiểu chưa chín chắn, nên tụi em đã dừng lại và coi nhau như anh em với nhau ạ. Rồi bây giờ nếu mà tiền mà được thì chừng nào em muốn chừng nào mới đám cưới? Cái đó là còn phải do hai người là có thể có thực sự để hiểu với nhau và đi đến hôn nhân rồi phải không? Còn bạn trai, tình trường bạn thế nào? Em chưa có mối tình nào cả. Qua cái yêu gì luôn? Em chưa có một tình yêu. Nhưng mà giờ yêu được không? Cái đó là cực kỳ luôn đấy, bởi vì em lên lịch nhiều lắm nhưng mà em chưa gặp được cái tình yêu từ hai chiều á. Thế nhô, rồi xem nó lẹ dữ vậy em? Em phải nói là em sợ là chương trình không đủ cái thời gian cho em nói á, bởi vì em rất là nhiều thứ. Bình thường ở ngoài đời có nói chuyện nhiều vậy không? Em nói chuyện rất là nhiều. Em nói chuyện nhanh vậy luôn hả? Vâng, em nói được như vậy. Rồi, bây giờ em muốn mong muốn tìm một người bạn gái như thế nào? Cái bạn gái thì chỉ cần gọi là đối nhân xử thế hợp lý, là tức là mọi người không có phải là chê trách của giống như anh Quyền Linh hay giống như chị ấy, tức là mình biết đối nhân xử thế, tức là trong những cái ở bất cứ chỗ nào cũng vậy, mình luôn làm cho mọi người hài lòng vui, không rồi. Ai chê trách mình, đó là bây giờ mình trả lời phỏng vấn yes no question thôi nha, cho nó lẹ nha. Yes. Có làm dâu không? Không, nhà em không, bởi vì là mẹ em ở ngoài Bắc, mà em thì tính lập nghiệp trong miền Nam. Không cần giải thích, chỉ có yes no được rồi. Sorry, I forgot about that. Lấy nhau về kinh tế gia đình ai quản lý? Cái này thì em tôn trọng cái là phụ nữ của Á Đông của mình, tức là người phụ nữ sẽ là cái không vấn đề. Không cần giải thích, chỉ vợ với chồng được rồi. Sorry. Ngoại hình có yêu cầu chiều cao, vóc dáng, gương mặt? Dạ, chiều cao thì em rất mong muốn là cái bạn gái của em được từ 1m50 đến 1m60. Tóc dài hay tóc ngắn? Ngày xưa hồi nhỏ thì em rất là thích các bạn tóc dài. Nhưng sau này em thấy mà tóc ngắn hiện đại thì cũng rất là ok. Tức là biết sao mà em nhìn thấy em rung động, em thích là giờ ok. Giờ mà em thích tóc dài cũng được không? Vâng, thật vâng. Rất ít. Giờ dài, tóc ngắn không à? Ít tóc được không? Yes or no thôi. Yes. Yes, rồi được. Anh xem đàn gái thế nào nha. Dạ, em cảm ơn. Chào em gái. Dạ, em chào anh Nguyên Linh. Nãy giờ nói chuyện em có cảm nhận được như thế nào không? Dạ em thấy ảnh có vẻ là người vui vẻ. Như con cái anh nghi ngờ là 37 tuổi vẫn chưa có người yêu lần nào hết, từ em cảm nhận nha. Dạ. Em ghét gì, tính gì ở người đàn ông? Ích kỷ, không quan tâm tới mọi người, xem cái tôi của mình là lớn. Anh này có thể làm được điều đó? Dạ. Về ngoại hình á? Ngoại hình á thì em không quan trọng, cần là nhìn được là được. Quan trọng về tóc tai không? Dạ không đó anh. Tại vì em nghĩ tóc tai là mình cũng không muốn, là có khi ít tóc mình cũng đâu có muốn là mình ít tóc. Đúng rồi. Dạ. Vậy được, anh này nói chung là anh thấy ổn đó. Dạ. Hôm nay mình đi với ai em gái? Dạ hôm nay em đi với mẹ, anh trai, em gái và cháu của em ạ. Chào cô Khắc Tường, chào chú Quyền Linh. Dạ. Chào cháu trai hôm nay, chào quý vị khán giả. Tôi là mẹ của bé Đan. Tôi có mấy lời thấy cháu trai bên đây thì cũng chững chạc. Cô cũng là muốn hỏi cháu là cháu có ngại gì vì cháu là người miền Bắc mà cháu nhà cô thì người miền Nam. Thì thưa với cô là con không có phân biệt ở đâu cả. Mà thậm chí là con còn dành tình cảm cho
người miền Nam, người miền Tây là nhiều hơn ngoài con. Bởi vì con đã xác định con lập nghiệp trong đây rồi. Hiện tại là con cũng có bên gia đình, con có cả cha nuôi là người Bến Tre, rồi các anh chị cũng là người Bến Tre rất là đông. Và bạn bè con là ở Long An và ở Cần Thơ rất là nhiều, cùng từ hồi học đại học đến giờ. Dạ. Thậm chí là con về miền Tây còn nhiều hơn là con về ngoài Bắc nữa. Rồi, coi như không vấn đề gì hết cô. Dạ, 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 vậy thôi, vậy thì con hai đứa cho nhau cơ hội để tìm hiểu, để sớm tiến tới hôn nhân. Bị gì cháu nhà cô thì nó cũng ế lâu quá rồi, muốn mong cho được sớm xóa ế. Dạ. À, vậy cảm ơn chương trình. Cảm ơn cô. Thôi cho em gặp bên đàn trai đi. Tôi xin trân trọng giới thiệu, tôi là cha nuôi của bạn trai. Cha thấy là cái mối duyên này dường như là ok. Cha cũng mong con và cháu muốn hẹn hò thì cứ tìm hiểu để rồi đi đến cái cuộc hôn nhân. Cảm ơn chú nhiều. Thôi bây giờ mình mở rào cho hai bên gặp mặt nha. Dạ vâng. Mở lên là hát liền luôn. Vâng. À, anh có này xin tặng. Từ khi em đến, mây bốc xanh quanh đời tôi, mùa hoa tím tím cũng theo em trên bờ vai, mắt thu em hiền, hoa mộng xưa bỏ đi năm nào, nay về đây cười bên hiên vắng. Ha ha, giấc mơ vẫn quay đều, giấc mơ giữa mây trời. Ha ha, xin gửi đấy một trái tim chân thành tới anh. Lấy cảm tình liền thấy không? Tưởng đâu giọng hát đang cường chứ không? Lady first, anh muốn nhường em nói trước, em cảm nhận nào về anh? Em thấy anh là một người vui vẻ, có thể tạo được tiếng cười cho mọi người, chín chắn à? Anh rất là chững chạc luôn, chứ anh hình dung em là nói chung là nó không giống như ở trong cái đầu của anh đâu. Là một cái cô gái anh gặp như nào đây là xinh đẹp, nhưng mà không ngờ hôm nay lại gặp ở đây lại thấy còn xinh đẹp hơn nữa, là rất là bất ngờ. Dạ, em cảm ơn anh. Rất là bất ngờ. Và anh hôm nay cũng rất là vui, rất là cảm nhận được từ phía gia đình nhà mình như cô vừa lại chia sẻ đấy, không có phân biệt gì vùng miền cả. Anh rất là chân thành rồi, bây giờ là chỉ có do em thôi. Và anh thì anh dám đảm bảo một cái là cái con tim của anh nói câu nào là thật câu đó. Và nếu mà em có thời gian thì em có thể xem về cái CV ở gia đình nhà anh. Thì từ gia đình, từ bố anh, sinh nhà anh, rồi đến cha nuôi nhà anh, độc người tốt không à? Không có hay sự ấy à? Được mọi người rất là yêu quý. Mình có ngại là yêu xa không anh? Mỗi một người đều có một cái công việc cố định của người đó. Thì là cái thời gian gặp rất là ít. Anh cho em một cái cụ thể luôn. Tức là bây giờ nếu mà mình quen nhau mà em cảm thấy chấp nhận đấy, là em chấp nhận. Còn anh chấp nhận rồi đó. Thì nếu mà được ấy, thì là một tháng anh thăm em là anh sẽ đi là ok ngay. Có nghĩa là tóm lại là bây giờ trong lúc yêu nhau là một tháng thăm một lần. Ít quá vậy. Bởi vì là đang nói hơi xa tí thì chắc là bạn cũng không muốn em mà đi nhiều quá để ảnh hưởng sức khỏe của em. Chắc là em nghĩ là bạn cũng không muốn như vậy à? Sao em muốn một tháng mấy lần? Đầu thì em nghĩ là chưa tìm hiểu nhiều thì một tháng một lần. Nhưng mà em nghĩ là khi mà tìm hiểu thì dĩ nhiên là muốn tìm được hiểu nhiều. Tháng mình có thể gặp nhau được bao nhiêu lần à? Cái này chắc anh cũng lại phải cho em quyết định luôn đấy. Yêu nhau mấy núi cũng neo mà, đâu có ngại gì đâu. Em mời anh xuống mà thời gian nhiều quá thì có ảnh hưởng tới công việc của anh không ạ? Cái này anh sẽ phải sắp xếp là hợp lý. Một lần được không? Được, xong mình cố gắng đi trong vòng 2-3 tháng là bắt cưới luôn. Kêu hai đúng bên rồi. Em chia sẻ một chút là em thích anh chuyển về đó làm hay là anh làm ở đây. Chứ còn anh cũng không thích, anh làm đây mà vợ anh ở xa anh cũng không thích à. Bởi vì tính này là anh cái tuổi thì nó cũng không còn nhỏ thì nói anh phải vợ đâu chồng vâng, đó. Từng giờ từng phút một mình phải dành cho nhau chứ không phải là vợ chỗ này chỗ kia này. Nó nhanh lắm, bây giờ chẳng mấy mà lại giống như mình. Anh là sao? Anh lớn tuổi quá rồi. Lớn tuổi là sao? Bởi vì em nhớ cái hồi chia sẻ là hồi mà anh đóng những cái bộ phim ví dụ như là cái bộ phim Đồng Tiền Xương Máu này hay là những đèo đường phú xa hồi đó đẹp trai lắm. Đẹp trai sau đợt mà Lý Hùng hay là Lê Công Tuấn Anh, Lê Tuấn Anh là em thần tượng đến anh Quyền Ninh. Tại giờ đến đẹp bây giờ thì em cũng không thần tượng lắm. Giờ là già xấu rồi hả? Giờ thấy cũng kỳ kỳ trời ơi, vậy là nói anh đã qua thời rồi đó hả? Cái hồi mà em đang học đại học năm nhất năm hai rồi cấp 3 đấy, em cũng lấy hình của em ra em soi, em thấy em cũng rất là ok. À. Hồi đấy nó không giống như bây giờ. Nhưng mà tại sao còn không? Mà tại sao anh Quyền Linh thì anh hên, anh cũng rất là khổ nhưng mà anh vẫn hên được vào sân khấu rồi anh nổi tiếng vậy. Còn mình không nổi tiếng được, nhiều lúc em cũng buồn lắm chứ, em cũng theo. Rồi giờ quay lại chuyện này nè, quen chừng một vài tháng thôi phải cưới lẹ chứ còn đi kiểu đó là cũng mệt. Dạ. Cưới sớm được không? Em với anh lấy nhau mà em chuyển công tác về bên anh thì lúc đó sẽ như thế nào ạ? À? Thế thì cực kỳ tốt luôn chứ. Mà anh luôn luôn là để cho em chọn. Thích là ở Bình Dương em làm hay thích Sài Gòn hay là em thích ở Long An.
Còn ví dụ như mà nếu mà khi mà đã yêu nhau, lấy nhau rồi thì em bảo bây giờ em thích ở Bạc Liêu ấy, mà thì anh cũng sẽ cố gắng anh tìm cái công việc của anh xem có cái gì đó phù hợp không. Ví dụ có thể anh về đó, anh kiếm một cái công ty gì mà nó giống giống công việc của anh, hay là có thể là đi dạy tiếng Anh mà kiếm được tiền để đủ cho gia đình, mà anh thấy thì ok thì anh vẫn cứ ok chứ. Cái đấy là tuyệt vời rồi gì nữa. Từ khi mà lúc mà màn đến bây giờ anh cảm nhận ấy, em là trong trái tim anh rồi đấy. Anh hy vọng có một ngày nào đẹp trời ấy thì có một cái tin nhắn gì đấy thì em có thể nói với anh là mình cưới được chưa, thì ok là anh chỉ cần đợi ngày đó thôi. Nãy giờ nói kịp hết chưa? Nói kịp hết những ý chuẩn bị chưa? Em chắc cũng được 40% rồi. Rồi chút xíu xuống dưới nói thêm 60% nữa nha. Vâng. Suy nghĩ thật kỹ, cảm nhận xem đây có phải là người mình đang chờ đợi, đang tìm kiếm hay không. 1 2 3. Hết thời gian. Rồi, chúc mừng. Nắm tay nhau luôn. Con xin phép bác, xin phép gia đình nhà mình luôn hôn em một cái. Tự giác không cần nhắc nhở. Làm liền vậy đó đúng không? Khoảng 1m70. Có đẹp trai. 1m6 em ơi. Lỡ mà có đẹp trai thì cũng được. À. Anh có bị hôi miệng không ạ? Cái này thôi chúc em kiểm tra cho anh kiểm tra không được em. Mời bạn nam. Mời bạn nữ. Rồi, mời em gái ngồi. Rồi, bây giờ hai bạn có mặt trên sân khấu rồi, chúng ta sẽ giới thiệu về mình cho đối phương cùng nghe nha. Xin chào quý vị khán giả. Xin chào anh Quyền Linh, chị Cát Tường và bạn gái bên kia. Em tên là Nguyễn Tiến Khánh, em đến từ Bình Dương. Năm nay em 30 tuổi. Nghề nghiệp của em là thiết kế đồ họa. Khánh quê ở đâu? Dạ em ở Bình Dương ạ. Thế là ở Bình Dương, làm Bình Dương luôn. Dạ. Nghề đồ họa. Dạ. Rồi mời em gái. Dạ xin chào quý vị khán giả. Chào chị. Chào anh Quyền Linh ạ. Xin chào bạn nam bên kia. Em tên là Phạm Thị Phương Thảo. Em 27 tuổi ạ. Em là giáo viên cấp 2. Dạy ở đâu Thảo? Dạ em dạy ở trường Vinschool ạ. À, trường trong Vinhome Central Park. À. Em dạy môn gì? Dạ em dạy môn địa lý ạ. À địa lý. Điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Dạ, ưu điểm của em cũng hơi dài. Về tính cách thì em không có quậy. Dạ, em cô giáo mà, cũng hiền. Dạ, xét về tài năng thì em có một chút biết hát, có một chút biết nhảy, có một chút biết cắm hoa, nấu ăn, làm bánh, thêu, may. Mình có khuyết điểm gì không? Dạ, khuyết điểm của em là em bị lười uống nước. Dạ, và em không biết ăn cá. Có đôi khi ngủ thì những ngày mệt thì em thường hay bị ngáy. Bị ngáy nữa? Dạ. Một chút xíu nữa là khi mà công việc áp lực quá thì em hay kiểu là stress, thì em sẽ có cái lời nói nó hơi cọc cằn một chút. Còn bạn trai? Dạ. Bạn có... Em, ưu điểm của em á thì là vui vẻ, hòa đồng, dễ giao tiếp. Nhưng mà cái đó cũng là nhược điểm của em. Ủa sao vậy? Tại vì nhiều bạn nữ khi cứ nói là người yêu mà dễ giao tiếp á thì hay lăng nhăng, bay bướm này kia. Nên... có thể đó là cái nhược điểm. Em đã trải qua mấy mối tình rồi Khánh? Dạ em trải qua hai mối tình. Hai mối tình. Dạ. Mối tình mới đây là mối tình dài mấy năm? Dạ mới tình được 3 năm mà. 3 năm. Dạ. Sao mà yêu nhau 3 năm em chia tay? Dạ tại vì nói chung là cái định hướng của em với bạn gái đó thì không có giống nhau, không có cùng con đường á, nên khác nhau á, sinh ra mâu thuẫn nên chia tay. Trời ơi, hồi lúc quen nhau mình không có định hướng trước hả? À lúc yêu á là bạn gái đó là mới tốt nghiệp 12. Em cũng định hướng là cũng chung ngành với em. Nhưng mà sau khi mà bạn gái tốt nghiệp á thì bạn gái đòi đi con đường khác. Nên nói chung là xảy ra những cự cãi xong cái. Hiện giờ con đường của em là như thế nào? Dạ nay thì em vẫn làm bên thiết kế đồ họa. Thiết kế đồ họa. Dạ. Rồi em trải qua mấy mối tình rồi cưng? Dạ em cũng trải qua hai mối tình rồi ạ. Một mối tình lúc học đại học và một mối tình lúc học cao học. Mối tình sau này là quen được bao lâu? Dạ, mối tình sau này quen được gần 1 năm. Lý do sao chia tay? Sau khi học xong cao học ở Hà Nội thì anh đó về Đà Nẵng, còn em về Thành phố Hồ Chí Minh. Nên là hai người cũng ở xa quá nên là em cảm thấy không có tương lai cho lắm. Em chủ động chia tay. À, dạ. Vậy là tình yêu cũng chưa đủ lớn để mà mình có thể là mình rút ngắn cái khoảng cách ha. Dạ. Rồi thôi bây giờ chuyện cũ bỏ qua. Em mong muốn tìm một người bạn trai như thế nào? Dạ em muốn tìm một người bạn trai trước hết là về ngoại hình.
Thì bạn sao? Đó cao hơn em, cao khoảng 1m70. 1m70. 70. Lỡ không là em có đẹp trai. Anh có 1m6 em ơi. Dạ 1m6 thôi ạ. Nếu mà có lỡ mà có đẹp trai thì cũng được. À, cái đó phải lát qua coi nha. Rồi còn gì nữa? Bạn đó đừng bắt em phải bỏ công việc nếu mà sau này có tiến tới hôn nhân. Tại vì em cũng có sự nghiệp của mình. Em rất là không thích những người là gia trưởng, chuyện gì cũng phải theo ý của họ. Có gì không em trai? Miễn sao là đừng ép bạn là bạn kêu không gia trưởng đúng không? Nhưng mà em có bắt người ta bỏ nghề không? Dạ không, muốn làm gì làm rồi. Muốn làm gì làm phải không? Phải tối về nhà là được rồi. Ừ. Được không em? Được không em? Dạ được ạ. Chào cô giáo. Em có yêu cầu gì bên đàn trai nữa không? Có một cái chi tiết này cũng hơi nhỏ thôi. Đó là bạn đó đừng có bị gù lưng. Chết chà, rồi. Ngồi chết lâu rồi. Quá lưng có gù không? Cũng bị gù. Sao lý do kỳ em? Em có nhiều lý do. Gù lưng thì sao? Dạ nó liên quan tới thẩm mỹ một chút thôi. Thì... nếu mà mình không được cao mà mình còn gù lưng nữa thì chắc là cái này phải tập thôi anh ạ. Thì tập mà cái này dạ. Dễ. Em yêu cầu cái nào mà nó khó hơn được không? Khó hơn. Ừ. Dạ em cũng hơi quan tâm đến một chút vấn đề về răng miệng. Bạn có bị hôi miệng không ạ? Sao anh mình kiểm tra là, được khỏe răng miệng? Lỡ em bị sức môi thì sao? Cái này thôi chúc em kiểm tra cho anh kiểm tra không được em. Dạ. Trời, cô giáo đưa ra nhiều tình tiết éo le quá nha. Dạ. Anh thấy chàng trai hôm nay cũng rất là năng động. Em là cô giáo, phải nói là cũng rất dựng chạc. Nhưng mà đưa mấy yêu cầu đó cũng dễ chứ không khó đâu. Vấn đề là người ta quan tâm chút là người ta sẽ bỏ được thôi. Cô giáo dễ thương lắm. Mình đàn trai thì có yêu cầu gì về người bạn gái của mình không? Bạn gái em không cần yêu cầu nhiều. Chỉ cần dễ thương xíu là được rồi. Miễn sao làm em thương là được rồi. Ngoại hình cũng quan trọng hả? Cao, thấp, mập, ngoại hình thì bạn đã chọn ngoại hình rồi, em đâu có dám chọn ngoại hình nữa. Lỡ em không đó đứng ngoại hình nữa thì sao? Có cái gì em không thích ở người bạn gái không? Dạ không thích bạn gái rồi, quá nhõng nhẽo. Nhưng mà mình cũng phải chiều bạn gái một chút chứ đúng không? Dạ em có chiều, em chiều dữ lắm. Chiều đó. Muốn gì em chiều cái đó à. Rồi thì tướng tá cũng được ha. Khi nào mình đám cưới được? Dạ khi nào mà bạn lấy làm em yêu mà em không thể xa rời bạn đó được thì sẽ đám cưới được. Ghê vậy. Rồi về đám cưới xong thì mình tính là mình sẽ lập nghiệp ở đâu? Dạ thì tùy bạn muốn ở đâu ở đó à. Sao vậy, em cũng tùy người ta, em phải có chính kiến chứ. Thì em rất là dễ. Nếu mà làm em yêu thì cái gì em cũng chấp nhận được hết. Bản thân em muốn khi nào kết hôn? Em có thể kết hôn bất cứ lúc nào. Có chuẩn bị gì cho kết hôn chưa? Dạ đầy đủ. Đầy đủ là cái gì? Cụ thể? Có nhà cửa rồi đầy đủ. Thôi bây giờ mình hỏi thêm ý kiến người thân nè, hôm nay em đi với ai? Dạ em đi với em trai và bạn thân của em ạ. Rồi cho chị gặp em trai của em nha. Dạ. Chào chị Cát Tường, chào anh Huyền Linh, chào anh và mọi người ở trường quay ạ. Thì nãy giờ em ngồi dưới thì em thấy anh khá là bận bao, anh nói chuyện cũng rất là dễ thương. Đối với chị em thì chị em hiền hòa ít nói nhưng mà đôi khi hơi khó tính cả trong công việc và tình yêu nữa. Nhưng mà em nghĩ là hai anh chị có thể dành thời gian để tìm hiểu với nhau, để tìm ra một lối đi chung được. Cảm ơn em trai. Em đi với ai? Dạ em đi với ông anh với mấy đàn em. Chào mọi người ở phim trường. Tôi là anh của Khánh. Hôm nay gặp em thì thấy hai người góp dáng thì rất là ok, được. Em gái này thì tính tình chững chạc hơn nhiều. Em của mình thì nó rất là vui. Cho nên một cái vui, một cái chững chạc thì hài hòa nhau thì cả nhà chắc là rất là êm ấm và luôn có tiếng cười. Mong hai người có nhiều thời gian để tìm hiểu hơn nữa. Dạ em cảm ơn ạ. Rồi, rồi, cảm ơn anh. Bây giờ ta tham khảo rồi á, mình mở rào cho hai bên gặp mặt rồi từ đó mình tính toán chuyện bấm nút hay không bấm nút nha. Rồi kéo rào. 2 phút dành cho các bạn bắt đầu. Đây là cái món quà nhỏ nhỏ mình làm tặng bạn. Mình làm rất là công phu, cưa từng ly từng tí, khoan từng lỗ một, mong bạn nhận giùm. Dạ em cảm ơn. Cái món quà của em tặng anh cũng là chính tay em làm, cũng là từng đường kim mũi chỉ ạ. Anh có thể xem ạ. Ok. Tâm đầu ý hợp, tặng quà toàn tự làm. I love you. Là một cái khăn tay ạ. Thời giờ mà còn có bạn gái thiêu khăn tay tặng bạn trai nữa, trời ơi thích quá. Sau những gì mà anh nói, em nghĩ gì về anh? Em thấy anh cũng có hơi một chút trẻ con thiệt. Dạ. Chính xác, nhiều khi rất là trẻ con luôn. Dạ. Cảm nhận của anh về em mới như thế nào? Mới nhìn khoảng vài giây. Nhìn em cũng dễ thương. Dạ. Mà anh không biết sao mà em không thích người thấp hả? Đã lùn hơn em sao? Dạ, xét về tương lai sau này con cháu đó anh. Dạ. Con cháu hả? Dạ.
nhiều người người ta vẫn người hai người lùng lấy nhau vẫn có con cao bình thường. Dạ dạ, bộ anh đứng lên em coi thử. Em nghĩ anh mét mấy, anh ngồi thử cho em coi mét mấy. Em nghĩ là 1m68. Ồ, em rất là giỏi, chính xác luôn á. Ta học người ta dạy địa lý mà. Ta địa qua ta biết địa lý thế nào. Thôi chiều dài bao nhiêu rồi. Rồi đem cuốn sách này tặng ảnh hay là chi đây? Dạ cái này cũng hơi bệnh nghề nghiệp một chút xíu. Là hồi nãy giờ em thì chưa có giới thiệu quê của em. Thì em sẽ cho anh một bài toán. Bài toán liên quan đến địa lý. Dạ. Mình ôn bài một chút được không ạ? Anh bỏ học lâu lắm rồi. Dạ đây kiến thức lớp 6 thôi anh. À dạ. Rồi bây giờ dạ, học trò đứng lên đi. Dạ, quanh tài lại. Trò cô giáo dạ, đâu cần đứng. Đây là đề bài của em. Đây là trang bản đồ Việt Nam. Mình sẽ tìm quê quán của em ạ. Trời ơi, cái gì vậy? Giả sử anh đang đứng ở thành phố Hồ Chí Minh. Dạ. Thành phố Hồ Chí Minh rồi. Thành phố Hồ Chí Minh đâu ạ? Đây rồi em. Dạ rồi. Trước hết thì bản đồ này có tỷ lệ là 1cm trên bản đồ này là tương ứng với 70km ở ngoài thực tế. Đề bài của em là anh muốn đến được nơi của em á, quê của em, thì anh xuất phát từ thành phố Hồ Chí Minh, đi về hướng đông bắc 225km. Dạ đây thước. Thước hả? Trời ơi. Dạ anh để quà xuống bàn nha. Trời, kiểu này sẵn anh não có quá. 5 phút để suy nghĩ dạ. 225 km về hướng đông bắc. Để anh coi coi. Dạ trời, hướng phía nè, trên của bản đồ là hướng bắc. Em phải cần của bản đồ là hướng không? Đông. Em cần máy tính không ạ? Được sử dụng máy tính ạ. Chị đưa máy tính em cũng không biết được đâu. Phía trước là hướng bắc, hướng đông là bên tay phải của anh. Đông bên tay phải. Dạ, đông bắc là ở chính giữa đông và bắc. Đây đông bắc. Em ở Gia Lai hả? Anh nhớ lại khoảng cách của em là 225km về hướng đông bắc. Gần đó có một cái chấm đỏ có ghi tên của thành phố Buôn Mê Thuột. Cho em hỏi anh là khi mình quy đổi 225km ra cm trên bản đồ thì là bao nhiêu ạ? Vậy em ở Đà Lạt hả? Đáp án cuối cùng của anh là gì ạ? Đà Lạt. Dạ em cảm ơn, đáp án chính xác ạ. Thì xưa anh học cái chê mà. Rồi, sau một thời gian thử thách, em cảm giác trí thông minh của anh thế nào? Em cảm thấy là anh cũng có tư duy nhưng mà do là cũng lâu rồi không đụng đến nên là... Vậy là hay rồi em. Tại anh rung á, tại anh rung á, nãy em thấy em rung quá. Thôi đừng khóc chê. Thiệt cái bộ lâu quá quên. Thôi giờ làm giờ bài em thơ làm tặng lại, quái làm đi bài thơ, đúng rồi. Thường hồi xưa á, mình đi học á, mình hay viết thư cho bạn bè đó. Dạ. Mình có một bài thơ, giờ mình sẽ đọc lại cho mọi người cùng tặng cho em luôn. Thanh Tiền đêm buồn gió khiêu, Thanh Tiền là quê quán của mình. Thanh Tiền đêm buồn gió khiêu, nhìn về phương ấy thương nhớ nhiều, gió ơi cho gửi lời tâm sự của kẻ phương xa nhớ em nhiều. Hết chưa anh? Hết rồi. Trời ơi. Trời ơi, bài thơ dài quá. Làm thơ cái gì mà tập thơ có chút xíu vậy? Dạ, có cố gắng, có cố gắng. Để đáp trả lại bài thơ của anh về sự nhớ nhung một ai đó, lúc đó anh nhớ ai không biết. Dạ. Bây giờ em xin có một vài câu hát tặng anh và mọi người. Hay là mình cứ bất chấp hết yêu nhau đi anh, hay để chắc chắn anh hay lắng nghe tim muốn gì, và dẫu cho mai sau có ra sao thì em cũng sẽ không hối tiếc về ngày hôm nay đã nói yêu. Rồi hết thời gian. Suy nghĩ thật kỹ nha hai bạn. Bấm hay không là quyền các bạn nha. Bấm nút là hẹn hò, tìm hiểu để tiến tới hôn nhân nha. Còn mình không cảm thấy không phù hợp thì mình không bấm, để cái duyên đó dành cho người khác. Hãy đưa ra quyết định của mình sau 3 tiếng đếm. 1 2 3 Hết thời gian. Mời em. Rồi, lý do tại sao em lại không bấm nút? Em có bấm mà nó không ăn đó chị. Hãy nắm tay nhau nào. Hôn nhau đây hai bạn. Rồi, đây là những chiếc vé xem phim cùng gặp Cinebox 212 Lý Chiến Thắng gửi tặng các bạn. Gửi tặng hai bạn, đây là một suất chụp ảnh cưới trọn gói trị giá 15 triệu đồng tại Sài Gòn, Đà Nẵng, Vũng Tàu, Cần Thơ.
hoặc là Biên Hòa đến từ hệ thống cửa hàng dịch vụ Ngày Cưới Island gửi tặng hai bạn. Phần quà dành cho hai bạn là một chiếc TV Akino 40 inch có chức năng thu tín hiệu truyền hình số mặt đất trị giá 5.950.000 đồng nếu như hai bạn tiến tới hôn nhân. Đây là quà tặng một cặp gối cao su thiên nhiên Đồng Phú thuộc tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam và một phiếu giảm giá 25% nếu như các bạn đồng ý kết hôn với nhau.